Chào mọi người nhé. Chuyện Vũ Pháp Vũ Thiên, tác giả là Tô Nguyệt Tịch, MC Trần Khanh, chương 18, hắn là Giàn Tế. Tâm tình là một loại nhìn không thấy chảo, không đến hư vô trạng thái, nhưng là đối với một người tu sĩ, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Tô Nham giờ phút này biết tâm cảnh nó hoàn toàn khoáng đạt, đã mất đi cực hạn trói buộc. Hiện tại trạng thái này tính nhập một loại rất là kỳ diệu. Trạng thái thậm chí liền không biết chuyện gì đã xảy ra. Trong đan điền phát đi dị biến cùng nổ vang, không cho hắn mang chút nào phản ứng như trước, bảo trì cái loại này hướng về tư thái, nhưng là trong phòng thiên địa nguyên khí lại trở nên nóng động. Cuối cùng dùng tô nham đan điền làm trung tâm, hình thành cái mắt thường có thể thấy được vòng xoáy, những cái kia thiên địa nguyên khí gào thét nên hướng đi vào trong đan điền phóng đi. Thiên địa nguyên khí thậm chí không thông qua kinh mạch trực tiếp tiến vào trong đan điền. Tôn nham cái này vừa đúng tịu là 3 ngày, 3 ngày thời gian bảo trì như vậy với một tư thế động cũng không có nhúc nhích thoáng một phát. Đêm làm mắn từ loại kỳ diệu trạng thái tỉnh lại về sau, toàn bộ trong phòng cũng lần lượt nữa quy về bình tĩnh, đan điền cũng là lần nữa yên lặng, hết thảy giống như không có phát sinh qua. Ta đã có cái gì trải qua? Ta tại sao lại có cảm giác toàn chân tràn đầy năng lượng chân khí, thật là không ngờ đầy đủ ư? Tô Nham khiếp sợ cảm thụ được chính mình giờ phút này dùng hồn lực dùng trong đan điền đầy chân khí một cách rất là ngạc nhiên. Chẳng lẽ ta lại tấn cấp rồi hả? Tôn Nham hỏi như vậy chính mình. Vì vậy thử đem chân khí quán thâu đến trong tay, bàn tay hơi duỗi, một cổ lục sắc chân khí trực tiếp theo lòng bàn tay xì ra. Tiếp theo ngoài khí, chân khí đụng vào một cái bả gỗ thật trên mặt ghế. Thế kia ghế cỏ rác một tiếng lập tức vỡ vụn. Một màn này khiến chút nữa cho Tôn Nham hôn mê. Trời ạ, Tôn Nham giống như 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 diều à, như như điêu như định ngay tại chỗ, khóe miệng không ngừng run rẩy. Đã qua thật lâu, rốt cục thì không có cách nào tìm được mấy từ ngữ để hình dung. Giờ phút này nỗi lòng không thể không tuôn ra một chữ này. Chân khí phóng ra ngoài, hậu vũ cảnh lục trọng thiên, loại này hỏa tiễn tấn cấp tốc độ liền Tô Nham trong cuộc đời bị kinh hãi hùng hồn khiếp vía. Cái này nếu truyền ra ngoài không không biết có thể hù chết bao nhiêu. Sau một lát, lại là cái này, thanh âm mang theo trong trong phòng hắn rất xa truyền ra ngoài. Thanh âm này nghe người ở bên ngoài trong lỗ tai làm cán như vậy. Tô Nham đột nhiên phát hiện không đúng, vơ vang dừng lại tiếng cười hướng phía ngoài cửa xem xét. Một mảnh hắc nhưng lại chính trực đêm tối. Lúc này chính mình đến như vậy một chút cuống họng đi thực là có chút không ổn. Sau một lát, Tô Nham ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Đón lấy nghe được Tô Tiểu Tiểu kiều kiều lộn thanh âm, ca ca người làm sao vậy? Tô Tiểu Tiểu hoàn toàn chính xác rất lo lắng. Ca ca của mình đã đem chính mình phong bế trong 3 ngày, hiện nay cũng không có gì để ăn, cũng không phải chỗ có vấn đề. Khô khô khô, cái kia tiểu ca. Ca ca vừa rồi nằm mơ đâu rồi? Ta cần nghỉ ngơi rồi, nhanh đi về ngủ thôi. Tô Nham ho nhẹ 2 tiếng. Làm mơ có thể là cười lớn tiếng như vậy xem ra nhất định là mộng đẹp. Tô Tiểu Tiểu nói thầm 2 tiếng, biết rõ ca ca mình không có việc gì, lần lần nữa trở lại gian phòng của mình thoải mái. Còn có cách so đây này, càng thoải mái một điểm. Hậu vũ cảnh lục trọng thiên thật sự là đã nghiền. Tôn Nham hô to, khó có thể bình định giờ phút này cảm xúc. Lần nữa đạt đến hậu vũ cảnh lục trọng thiên cảnh giới, nhưng lại so với dĩ vãng còn hơn. Giờ phút này Tô gia phi thường yên tĩnh, một cái bóng đen không ngừng trên nhảy dưới tránh, tốc độ cực nhanh giống như con báo thần thoát. Cái kia cao ba trượng tường vây nhảy lên liền qua. Hôm nay đêm tối mới thật sự là hắc, ánh mặt trăng tựa hồ toàn bộ mây đen che đậy. Tô Nham một thân ác y cùng đêm tối dung hợp cùng một chỗ, hắn đi lại nhẹ, kiện chân khí tại hai chân của hắn hình thành 2 cái vòng xoáy, chạy vội trực tiếp hóa thành một đạo khói đen.
Tại lục sắc chân khí gia trì xuống, Tôn Nham cảm thấy thân thể của mình độ nhảy màu nẹ. Là đi tới chính mình xuyên đến ngọn núi dưới chân, cảm giác này thật sự là thoải mái, không biết đem làm ta bước vào tiên thiên thời điểm lợi hại đến trình độ nào. Tô Nham than nhẹ một tiếng, cản nếu dậm chân tại chỗ hướng về ngọn núi đỉnh bước đi, lại đột nhiên cảm thấy cách đó không xa một cổ kình phong, một đạo bóng đen lóe lên rồi biến mất. Cao thủ Tô Nham trong nội tâm chấn động, cũng quyết đem chính mình sở hữu tất cả ký ức ẩn nấp vừa rồi thân ảnh kia, tức là một cái tiên thiên cảnh cao thủ, lòng hiếu kỳ đem ra sử dụng phía dưới. Tô Nham rón ra rón rén hướng ở phía trước sơn cốc bước đi. Tô Nham cự ly này sơn cốc trăm trượng, khoảng cách một thời điểm ngừng lại, dưới giấu ở dưới một cái tảng đá lớn, phía trước là một cái không lớn sơn cốc có dài trọng sinh, bóng đen kia nặng nặng tại đứng thẳng ở đâu. Tô Nham không dám dựa vào là thân cận quá, dùng tu vi rất dễ dàng bị tiên thiên cảnh cao thủ cho phát hiện. Người kia là ai? Ai nữa? Tiếp tối nên làm gì? Ngài là người trước tới rồi, về sau cái kia người mở miệng nói thành âm một chút giả nua. Tô Viễn Trình mỗi lần đều là trễ nhất. Tới trước cái hắc y nhân trong thanh âm có chút bất mãn, đây là một trung niên nương già nương đại gia chủ. Tô Viễn Trình không phải đại trưởng lão ư? Chả lẽ người này là vương gia chủ của vương nội động từ từ xa từ Vũ Đức? Ba người bọn họ vì sao đêm khuya lúc này gặp gỡ? Nghe khẩu khí của hắn giống như không lần lần đầu tiên rồi.